走过每日，亲眼证实世界在变质，围墙越来越厚，光天与化日，怎么心会开始变黑？最美的一幕彻底删走我，再不可失去什么，便无惧代价与结果。无人会问我有没有真的快乐，时间若到了便转身离座，无人信任我，我没法可说清楚，谜语渐爆破，谁亦没处躲，让我消失以后，谁会念着我？xin giới thiệu với anh, chị hai em, Trương Kỷ Quang. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Rõ ràng người nắm quyền của Ban Vĩnh Hằng đã chết rồi mà. Tôi chính là người nắm quyền của Ban Vĩnh Hằng. Anh đang nói giỡn hay sao? Anh muốn coi hết tất cả hồ sơ nội gián rồi. Cao cấp trên của anh là Trần Lê Quyền cũng là hát cảnh. Anh muốn tôi tin ai chứ? Vì muốn công bằng công chính, nhiệm vụ đầu tiên của SIA là cải tổ CIB. Nếu anh kiên quyết bất chấp nguy cơ tính mạng của đồng nghiệp chúng tôi, lỡ họ có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định tìm anh trả thù. Mời vào. Ngồi đi. Em muốn nói gì? Em với sếp Thái và mấy sếp cấp cao vừa bàn bạc xong cùng đưa ra kết luận. Nếu SIA cương quyết bắt CIB giao danh sách các nội gián, chúng tôi sẽ tập thể từ chức. Anh ta không hiểu xem lại có phản ứng mạnh gì. SIA muốn cải tổ CIB, phải tìm hiểu cách thức hoạt động của nó, thậm chí là danh sách của các nội gián nữa. Đây là trình tự thông thường thôi, và cũng là một trong số công việc mà điều tra viên với anh phải làm thôi. Giống như sếp Lân đã nói, SIA giám sát công việc của CIB, chỉ cần coi báo cáo và tình báo của đối tượng điều tra đã đủ biết. Còn về thân phận của nội gián, chi tiết tham gia vào vụ án, em cảm thấy không cần thiết lắm. Tụi anh đem SIA và CIB chia ra để nói, nhưng trên thực tế CIB bây giờ đối với SIA đã trở thành một bộ phận con, cũng có nghĩa là SIA toàn quyền phụ trách công việc tình báo của Hồng Kông. Nếu như ngay cả thân phận của nội gián cũng không nắm rõ, có phải là có hơi vô lý không? Công tác thảo luận vẫn chưa bắt đầu mà anh đã bắt tụi em giao danh sách các nội gián, không hề nghĩ tới rủi ro thân phận nội gián sẽ bị tiết lộ. Quyết định của anh quá liều lĩnh. Em đúng là quá cố chấp đó. Anh lần đầu quen em sao? Chúng ta coi như chưa từng quen. Có lẽ do anh quá nung nóng. Hay là vậy đi, sau khi chúng ta hoàn thành tất cả công tác thảo luận rồi mới thảo luận tiếp vấn đề này có được không? Cảm ơn sếp. Chúng tôi sẽ chứng minh cho anh thấy trình tự làm việc của chúng tôi không hề có lỗ hổng, là cách nghĩ của anh sai thôi. Ok, ok. Anh cũng nói em sai. Có lẽ việc cải tổ CIB có hơi đột ngột một chút, nên cần thời gian để hòa hợp. Hành động người thế thân thành công, mọi người nâng ly ăn mừng thôi. Nè, hai người mau qua đây đi. Hai người họ làm gì có tâm trạng uống chứ? CIB bị SIA cải tổ lại hết, có khả năng sẽ bị đuổi việc, giảm lương bất cứ lúc nào. Nghĩ kỹ lại, má đâm trần cũng đâu cần dòng một dòng to để đi phá Tô Tử An. Giờ liên lụy luôn cả chính mình, ngay cả CIB cũng mất luôn. Email đó có phải là thật không? Thật đó. Chúng tôi tìm nhân viên IT kiểm tra rồi, đích thực email đó được gửi đi vào năm 2009. Hơn nữa người gửi thư và người nhận thư đều trùng khớp với nhau. Hồi đó cô có phần đổ oan cho Từ Thiên Đường. Dù bây giờ cô đã dạch ra hành động này, tôi cũng không nghĩ cô giành lại công lý mà là tranh quyền thăng chức. Đây là báo ứng. Không cần giận dữ quá. Tuy đám người đó thích gây chuyện này nọ, nhưng mà nếu không nhờ vụ án này thì làm sao chúng ta có thể... Nè. Chuyện gì? Hai người đừng có xung quanh như là không có ai mưu được chứ. Đâu có chừng Madame Di liếc hai người cho coi. Di Tác Vinh cũng đối xử với tôi như vậy. Chúng tôi đóng cửa phòng lại nhiều khi. Nè, Madame Di, cô và Di Tác Vinh đóng cửa phòng làm cái gì? Tôi thật sự không muốn nghe. Nhưng mà tôi muốn nghe đó nha. Jason, qua đây. Không phải về mặt đó đâu. Hôm đó sếp Lương thà chết cũng không chịu giao ra danh sách nội gián, nhưng mà cổ về Di Tác Vinh đóng cửa phòng lại thì thầm bên trong. Kể nghe thử đi. Đây là đàm thoại cá nhân, không tiện công khai. Cái này gọi là cáo trạng riêng tư đó. Tóm lại anh đã hứa với tôi, trong quá trình thảo luận công tác anh sẽ không bắt tôi giao danh sách các nội gián. Cô là bồ của anh ta, dĩ nhiên ta tin cô rồi. Bộ anh không tin Di Tác Vinh hay sao chứ? Cô có nghe qua vụ buôn bán nội tạng người không? Anh vì muốn bắt tên tội phạm quốc tế, quay ngược lại đàm phán với tên buôn nội tạng,
xem chút thả tên khốn đó bỏ chạy. Đích thực cậu ấy vì muốn đạt được mục đích sẽ quay ngược đàm phán với tù phạm, nếu không tội phạm truy nã quốc tế như tôi cũng đâu có thể về Hồng Kông. Di Kiệt thì sao? Anh ta vì muốn khống chế hội Sùng Liên, ngay cả ba ruột cũng bán đứng, sao tin được chứ? Chỉ là trách nhiệm công việc thôi, anh cũng khó xử lắm. Anh đừng quên, Tô Tử An coi trọng anh tới như vậy, anh cũng không nể tình, nhất quyết điều tra tội chứng của hắn. Nếu như anh cố tình bảo vệ cho Tô Tử An, tôi cũng không được thả nhanh tới vậy đâu. Theo lời anh nói thì tác phong làm việc của Di Tắc Dinh này có hơi phá cách một chút, nhưng mà ít ra anh cũng vì lợi ích chung, cho dù để anh tiếp quản CIB cũng chưa phải là chuyện xấu. Sếp Trác, anh có tin Di Tắc Dinh không? Sau khi Di Tắc Dinh có quyền hạn trên tay, chắc chắn sẽ là một cuộc cải cách lớn, có khả năng sẽ dẫn dắt CIB vươn tới một tầm cao nào đó, cũng có thể sẽ hủy hoại cái truyền thống tốt đẹp này của chúng ta. Wow, sếp Trác, sao nói chuyện về vốn quá vậy, đứa bên nào hả? Hiện tại cô bắt tôi phán xét quả thật chẳng còn trước sớm, nhưng điều tôi quan tâm nhất là đám nội gián, lỡ như có sơ sót gì, họ không những mất đi thân phận cảnh sát, có khả năng sẽ mất luôn tính mạng, ngay cả tư cách được chôn cất ở Hậu Viên cũng không có. Sắp tới chúng tôi sẽ đưa số liệu lớn vào, mở rộng việc giám sát an ninh của Hồng Kông, trực tiếp liên hệ với tình báo quốc tế, lợi dụng số liệu lớn để phân tích và truy bắt tội phạm. Dùng số liệu lớn tra án chưa phải là điều mới mẻ. Mấy năm gần đây CIB cũng sử dụng điện thoại để theo dõi và tần số âm thanh để truy bắt tội phạm. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn dùng số liệu lớn để tính toán tỷ lệ xảy ra tội ác. Vì để đạt được mục đích này, tôi đã mời một vị chuyên gia khoa học số liệu tới đây để phối hợp cùng chúng ta. Cô Chương đã tới. Chào mọi người, tôi là phụ trách The Call, Trương Kỷ Hoàng, Wendy Trương. Mời cô Trương ngồi. The Call là trung tâm thu thập số liệu lớn nhất gì ở Hồng Kông. Họ đang hợp tác cùng rất nhiều sở cảnh sát của các nước. Bây giờ là phiền cô phát biểu vài lời với mọi người. Làm sao dùng số liệu lớn để tiến hành điều tra, tin rằng mọi người đã hiểu rất rõ. Ngoài việc dùng vệ tinh định vị và nhận dạng giọng nói, lần này SIA ủy thác chúng tôi làm phân tích hệ thống số liệu. Chúng tôi sẽ mở rộng thu thập số liệu của người dân, ngoại trừ số liệu cá nhân thường ngày của họ, đồng thời cũng bao gồm luôn lịch sử phạm tội của họ, cộng thêm sinh hoạt thường ngày và lý lịch bệnh án. Thậm chí thu thập cả tình trạng họ đã dùng các trang mạng xã hội, phối hợp kèm với camera đường phố với số liệu camera hành trình, giúp mỗi một người đánh giá chỉ số phạm tội, hỗ trợ tìm ra tội phạm ẩn nấp bên ngoài xã hội. Hệ thống này giúp chúng ta tìm ra tội phạm đang ẩn nấp, có thể nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thông qua số liệu AI phân tích, càng có thể tránh được việc cảnh viên vì yếu tố tình cảm gây ra sai sót trong kết quả điều tra. Số liệu lớn là xu thế của thế giới, một số trình tự được nhân hóa có thể nâng cao hiệu quả và tính khách quan, nhưng năng lực cảm nhận tình cảm của con người AI không thể nào thay thế được. Những gì Madam Z vừa nói giống hợp với những lời tôi muốn nói. Tôi biết có rất nhiều nội gián đã ở bên ngoài liều mạng. Tôi không phủ định giá trị tồn tại của mọi người. Chứ vì như vậy, nếu cần phải đưa hệ thống phân tích số liệu vào, bởi vì hệ thống này có thể hỗ trợ cho công việc của nội gián, rút ngắn thời gian điều tra, giảm thiểu tỷ lệ thương vong, giảm tỷ lệ tới mức thấp nhất, đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp tuyến trước. Quán rượu Ngôn Cư. Món này tặng riêng cô. Sao khách sáo quá vậy ông chủ Kim? Ông chủ tính tiền. À, cảm ơn. Đi thông thả nha. Bye bye. Bye bye. Tìm tôi gấp vậy có chuyện gì không? CIB đã bị SIA tiếp quản. Sếp Lương không chịu giao ra danh sách các nội gián nên quyết định từ chức. Chuyện lớn như vậy tại sao cô lại không nói tôi biết? Anh cũng nhận được tin rồi, còn gì để nói chứ. Madam Chi à, bây giờ tôi đang đối mặt với nhân vật mục tiêu nào không lẽ cô không biết? Tôi dĩ nhiên không tin tưởng SIA rồi. Nếu lỡ bọn họ bất cẩn tiết lộ hồ sơ làm nội gián của tôi, nè, dù chỉ là người ngồi ở đây nhận tin giống như tôi cũng sẽ chết đó cô có biết không? Tôi hiểu anh đang lo lắng chuyện gì. Cô hiểu? Hiểu cái gì chứ? Yên tâm, tôi đã bàn bạc xong với sếp Di bên SIA. Vì để bảo vệ an toàn của nội gián, họ sẽ không nhúng tay vào hồ sơ của nội gián nữa. CIB và SIA là hai bộ máy làm gì không chung quan điểm? Cô kêu tôi tin họ hả?
Bởi vì tôi tin sếp Di, cho nên anh cũng phải tin tôi. Sao lại nhăn nhó mặt mày vậy? Lúc trước anh đâu có biết sợ đâu. Lúc trước tôi đơn độc một mình. Chứ Dũng đi trước. Madam, con gái tôi 5 tuổi rồi, cả nhà lớn nhỏ. Bây giờ mỗi sáng tôi phải đưa con gái mình đi học, tôi cũng sợ sẽ bị đánh chết đó. Tôi có chết cũng không sao, tôi không muốn liên lụy tới người thân của tôi thôi. Anh không thể để mấy chuyện này ảnh hưởng tới công việc của anh. Trước giờ anh làm việc luôn rất cẩn thận, anh chưa bao giờ chấp hành nhiệm vụ thất bại. Làm nội gián như chúng tôi, hôm nay không biết được chuyện của ngày mai đâu. Thật ra tôi kinh doanh quán rượu này cũng không tệ lắm. Vợ và con gái của tôi đều rất thích ăn xiên que nướng do tôi làm. Nhiều khi tôi cũng suy nghĩ, hay là cứ đơn giản mà sống, là một người chủ quán rượu còn tốt hơn. Ít ra có thêm nhiều thời gian để ở bên cạnh gia đình. Ngày mai tôi có làm tiệc sinh nhật cho con gái, nhưng tôi không đi được. Tối mai anh đại khẩu bao tiệm. Tối mai đại khẩu bao tiệm, có phải có manh mối gì không? Hắn có hẹn với một đại ca ở Thái Lan, tối mai tới đây ăn cơm. Tôi nghĩ tôi sẽ moi được tin xưởng ma túy của hắn nằm ở đâu. Nhờ anh hết. Ăn đi. Ba ơi, ba ơi, mau qua kia chụp hình đi ba. Hello. Con là Gia Hân hả? Tặng cho con nè. Cô à, cô là... À, tôi hay tới quán rượu Ngôn Cư nên quen biết ông chủ Kim. Thì sao lại khách quen? Đúng vậy. Anh có nói với tôi hôm nay sinh nhật Gia Hân nên tôi cố tình tới đây. Happy birthday. Em không cần quà, em cần ba thôi. Hình như tối nay quán rượu có người bao tiệm thì phải. Có lẽ ông chủ Kim không tới đây được. Bác của con làm việc vất vả lắm, con nên hiếu thảo với ba đó. Nè con, cầm quà đi. Chị này rất tốt bụng đã mua quà tặng con. Cầm lấy đi con, mau nói cảm ơn đi. Cảm ơn. Mau mở ra coi đi. Quá. Cảm ơn cô nha, cô có lòng rồi, cảm ơn nhiều. Ông chủ Kim thường nhắc tới hai người đó. Chắc là cô thường hay tới quán rượu Ngôn Cư có phải không? Thức ăn do ông chủ Kim làm rất ngon miệng. Ông xã tôi ngoài việc biết nấu ăn ra thì cái gì cũng không biết. Cô phải kêu thêm nhiều bạn bè tới ủng hộ ảnh đó, chắc chắn ảnh sẽ thấy rất vui. Cô không lo lắng cho chồng cô sao? Lo lắng chứ. Suốt ngày tôi cằn nhằn ảnh, nói ảnh làm việc ở đó rất phức tạp. Hay anh xin nghỉ đừng làm ở đây nữa, kiếm cái khác làm. Nhưng ảnh hoàn toàn không nghe. Hình như chỗ đó có ý nghĩa gì quan trọng đối với ảnh lắm. Vậy thôi chứ sao. Hay quá, có từ điển coi. Chị Kim ơi, tới giờ cắt bánh kem rồi. Hay lắm, chúng ta đi cắt bánh kem nha, chịu không? Dạ. Cô qua cắt bánh kem với chúng tôi luôn đi. Nè, đi thôi. Chúng ta cùng nhau hát bài sinh nhật có được không? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ông chủ Kim. À, đại khẩu. Ngồi đi. Hôm nay có món gì ngon không? Tôi đã chuẩn bị ba chỉ bò mà anh thích nhất và thịt ba rọi và hàu Hiroshima tươi hôm nay vừa vận chuyển tới, ngon lắm. Tôi có dẫn khách xịn từ Thái Lan qua đó, đừng có làm chúng tôi thất vọng nha. Anh yên tâm đi, chuyện của anh đại khẩu nhất định là ổn thỏa. Tôi đi lấy rượu cho anh đi. Nè khoan, để tôi mang cho đại ca cho. Anh đại khẩu, vậy tôi vào trong làm đồ ăn đi. Gordon,
Đợt hàng nhiều như vậy, lần này tôi lấy hết, nhưng mà giảm bớt cho tôi đi ha. Anh nhanh nhẹn như vậy, giảm cho anh 8 triệu, ok ha? Được, tôi quyết định như vậy. Vậy anh mang hàng đem giao ở kho cảm điền của tôi nha. Ok, 3 ngày sau giao qua. Làm gì vậy? Hả? Anh làm gì vậy? Đâu có. Anh đang nghe gì đó? Tôi có nghe gì đâu. Ra ngoài đi, ở đây khẩu. Nè, không có, thiệt mà. Nè, bên trong lấy lúc để ta nghe, không biết đang nghe cái gì nữa. Không có. Tháo ra đi. Ở đây khẩu. Đồ massage và trọn gói, cần gái Tây hay gái bản địa để ông chủ. Đồ đẻ không có tốn đâu, phải tìm tôi giới thiệu chứ. Dạ biết anh đại khẩu. Vui gì vậy? Không có, nó muốn nên lén lén lút lút gọi điện hỏi giá vậy thôi. Phải. Trời ơi, anh đại khẩu nhiều mối lắm, nói sớm đi chứ. Tôi vào làm món ăn đi. Làm gì vậy? Hả? Anh làm gì vậy? Đâu có. Anh đang nghe gì đó? Tôi đâu có nghe gì đâu. Ra đây, anh đang khẩu. Bộ máy tình báo an ninh SIA cũng như tình báo của em mới phá được vụ án hàng trắng lớn nhất của năm nay. Cục trưởng rất vui. Bọn em chưa bắt được bọn đại khẩu. Có thể hắn đã trốn qua Philippines. Em đang liên lạc với cảnh phương bên đó, bảo họ chú ý hơn. Đại khẩu vẫn chưa trả tiền cho Golden. Golden không dễ dàng buông tha đâu. Em thử để ý đôi bên bàn hội đi. Em thì lo lắng cho người nội gián táo mật đó. Anh ấy đã bị phát hiện hả? Anh ấy có một vợ và người con gái 5 tuổi. Anh ấy lo lắng thân phận của mình sẽ ảnh hưởng đến họ. Anh hứa với em tạm thời không lấy thông tin của nội gián mà. Đột nhiên các anh xuống tiếp tay CIB. Anh ấy không tin các anh đâu. Em thử đi khuyên anh ấy đi. Nếu không được nữa thì anh đến tự đi gặp anh ấy. Cô ạ, chỗ này của chúng tôi đã ngừng kinh doanh rồi. Ông chủ Kim đâu? Nghỉ làm rồi, chúng tôi cũng đang tìm người tiếp tay đi nữa. Khai, nội gián lần trước giúp chúng ta phá án hàng trắng đã đi rồi. Xem ra trong thời gian ngắn chắc không tìm được ai thay thế anh ấy. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Anh thân với quản lý ở đây ghê ha. Xem ra chỗ này lại trở thành điểm cơm mới của anh rồi. Tôi cũng phải đó. Thằng Vinh thường hay hẹn tôi qua đây để uống trà. Uống rồi dần dần thành nghiện luôn. Anh đã quay lại với con trai rồi. Vậy thì tốt quá. Mỗi lần nó hẹn tôi ra đều nói xong lý bây giờ tệ lắm, để còn giúp bà. Một băng hội bây giờ khó kiếm ăn tới vậy sao? Cũng không phải. Gần đây có người ở Hồng Kông muốn làm thuyền cờ bạc, muốn kiếm băng hội hợp tác, cũng lợi nhiều lắm đó. Nếu như dần dần thành công thì Trùng Liên nhất định sẽ đợi được Hạo Dương ra. Chỗ này không bán nữa, đi đi. Đứng lên. Đứng về đi. Ra ngoài hết. Đi. Trùng hợp gì đại thánh gia? Di gia. Nè, cả giang hồ đều biết Trùng Liên gần đây thậm tệ dữ lắm. Nè. Chỗ này có 3 triệu tiền quỹ cứu trợ cho Trùng Liên để giữ mạng. Anh hiểu mà. Có 3 triệu mà muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Một người mới ngồi tù 30 năm trở về, còn quan tưởng học người ta làm thuyền cờ bạc. Anh đã lỗi thời rồi. Có tiền thì cứ giận đi. Bây giờ tiền lạm phát nhiều lắm. Thời đại đã khác rồi. Thời buổi bây giờ người nhập xã hội đen với anh thì không có còn vận may đâu. Hả? Nè,
mỗi người một nửa đi. Tôi nói rồi, anh ăn đi. Dì già, để tôi lấy xe, anh ở đây chờ tôi đi. Được. Nè, dì già. Sao rồi dì già? Anh dính kêu rồi. Dì già, uống ly cà phê trước đi. Cảm ơn. Bọn đại thánh gia này đúng là quá đáng thiệt mừng. Ra tai nạn như vậy á, khỏi phải hỏi. Giao dịch này là cục thịt mỡ rồi đó, đáng để dành. Anh còn muốn dành nữa sao? Vừa rồi xém chút mất mạng rồi. Tôi đã nói nhiều lần rồi, cho dù liều mạng cũng phải giữ lấy hồ sùng liên cho đến khi thằng Hậu Dương nó ra. Tôi nói được tất nhiên là tôi phải làm được thôi. Nhưng mà Kim Thanh dù là tài lực hay là thế lực cũng đứng trên sùng liên. Nếu như anh đấu ngang ngửa với hắn, nhất định sẽ thua trận. Đáng hay sao? Họ đúng là có tài có thế. Nhưng tôi có nhân tài, có thể đấu mà. Khải à, Sùng Liên rất cần giao dịch làm ăn này. Bọn lính bên dưới vẫn chưa đủ đô. Anh coi như trả món nợ ân tình cho tôi đi. Thế tôi đi gặp Tân Chí Kiên, dành cái mối làm ăn này giùm tôi. Ơi, đừng có đạp vào. Cái con vợ chồng sẽ bị anh đạp chết rồi. Xin lỗi nha. Xin hỏi anh có phải là chủ nhân của nông trại này hay không? Phải rồi, muốn mua rau hữu cơ phải không? Mua rau gì tư lắm. Tôi đến không phải để mua rau, anh Kiên à. Tôi là Trác Khải, là di gia hội Sùng Liên kêu tôi tới gặp anh. Ăn thử trái cà chua nhỏ này đi, sáng nay mới hái đó. Được, cảm ơn. Wow, ngọt quá vậy. Di gia không sao chứ? Không sao. Anh cũng biết di gia mạnh mẽ kìa mà. Tôi thật là ngại quá. Muốn về Hồng Kông làm ăn nhỏ thôi, không ngờ lại xảy ra tai nạn. Anh Kiên trước đó cũng là người ở trong giang hồ có phải không? Bọn trẻ bây giờ không có biết những ông già này đâu. Cả sếp Trác làm cái xét nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe tiếng của tôi. Cả Trường Hưng cũng không hề nhắc tới tôi. Thực ra tôi là người sáng lập Trường Hưng đó. Trường Hưng không phải là Ngụy Trường Hưng à? Là tôi cùng anh Ngụy cùng nhau sáng lập. Anh Ngụy lớn hơn tôi 20 tuổi. Tôi rất kính trọng anh ấy nên ban hội dùng tên của anh ấy. Tôi không hề có ý kiến gì. Con người tôi rất nhát gan và không bao giờ thích nói nhiều đâu. Vào năm 80 thời di dân, tôi và vợ của tôi đã di dân đi New Zealand để quản lý nông trại. Tôi chưa có từng về đây. Thì ra anh Kiên là công thần sáng lập Trường Hưng. Đúng là con mắt mà không biết bậc thầy mà. Không biết tôi có cái gì lạ đâu. Thế giới thay đổi rồi, Hồng Kông cũng thay đổi rồi, Trường Hưng cũng tan luôn rồi. Vậy thì chắc anh cũng biết quan hệ giữa tôi và Trường Hưng rồi. Biết một chút chút. Là anh đã giải quyết Ngụy Đức Tính, khiến cho Ngụy gia tuyệt hậu, khiến cho Trường Hưng tan rã chứ gì. Không ngờ anh Kiên đã quy ẩn rồi, cũng để ý chuyện của giang hồ. New Zealand buồn lắm đó, rảnh rỗi thì đi buôn chuyện thôi. Nói chứ sếp Trác, anh tuy không còn làm cảnh sát nhưng mà tôi vẫn ngửi được mùi cảnh sát trên người của anh đó. Còn ngửi được mùi rất là nặng đó nha. Chẳng lẽ anh muốn chơi hết trắng đèn, ăn hết luôn hả? Anh Kiên, anh cũng đâu có yếu. Vừa đem kế hoạch thuyền cờ bạc ra thì khiến cho ban hội toàn Hồng Kông náo loạn lên. Không phải anh nói bản thân rất nhát gan, rất đê hèn mà. Lần này về đây làm ầm lên, anh có ý đồ gì? Sếp Trác, anh giỏi lắm, hèn chi Trường Hưng chết dưới tay của anh. Hay là mình nói sòng phẳng đi, nếu ra điều kiện của anh thử. Cài ruộng lâu rồi, tôi đã biết một đạo lý, chính là miễn cưỡng không có hạnh phúc, duyên phận cưỡng ép sẽ không có thành. Ý của anh Kiên có phải là duyên số của mình chưa tới không? Hơi trời, trời cũng tối rồi, còn có duyên số gì chứ. Xin lỗi nha, tôi phải đi từ sau. Anh cứ việc tự nhiên. Lựa xong chưa? Về được chưa? Chưa đâu, mới bắt đầu dạo thôi mà. Làm gì mà nhanh vậy?
em chọn xong rồi sao? Lựa xong rồi, cũng đẹp đó, nhưng không phải là style của em. Không biết khi nào mặc cho ai coi. Wow, đâu có phụ nữ nào mua sắm tùy tiện như vậy chứ. Phải từ từ chọn mới được. Chà, đâu có đàn ông lựa đồ lại phiền phức như vậy chứ. Anh tùy tiện chọn cái này là được rồi, cái này phải không? Tất nhiên là không thể tùy tiện rồi. Em chính là như vậy, nên mỗi bộ đồ của em đều như vậy. Nhìn buồn gần chết luôn. Những màu sắc của anh mới gọi là có cá tính chứ, đúng không? Để coi. Ai trời, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, như là con dịch vậy á. Nè, Trịnh Thục Mai, đừng có quá đáng nha. Từ Thiên Đường, em quá đáng hồi nào chứ. Em đây gọi là boyfriend style. Em như vậy mà gọi là boyfriend style hả? Ừ. Không phải vậy đâu. Vậy phải thế nào? Anh chọn giúp em, bảo đảm ưng ý. Anh chọn giùm em, vậy em cũng chọn cho anh nha. Được. Được, sợ anh sao? Anh chọn cái nào em mặc cái đó phải không? Em chọn cái nào anh mặc cái đó phải Được không? Được chứ. Ok. Đi. Phong cách của cổ thực ra cũng là trắng và đen thôi. Nè Mai à, xong chưa vậy? Có thích không? Hả? Nè, thay đồ cũng trả lời đi chứ. Mai à, không đóng cửa luôn. Có phải muốn chơi trò gì không? Quang Hỷ, sushi ở tiệm bán không hết, đem tới đây mời tôi ăn hay sao? Giờ này thiếu tiền xài hả? Đâu có phải, tụi tôi vẫn rất dư giá, vận chuyển trực tiếp từ Tsukishi về. Chắc Hải, tôi tìm anh vì muốn thương lượng với anh vài chuyện. Liên quan tới Trường Hưng hay là chuyện của Đinh gì? Cả hai đều có. Tụi tôi vẫn luôn thông qua mối quan hệ ở New Zealand để dò hỏi tung tích của Đinh. Cô ấy thế nào? Không nghe ngóng được gì, nhưng lại nghe ngóng được người phụ trách của ban Vĩnh Hằng vẫn chưa có chết, Ngụy Trường Hưng, hậu sinh nhà họ Ngụy. Hắn là một người vô cùng nguy hiểm. Hay là chúng ta tái thành lập người thế thân, cùng nhau đi điều tra? Tôi tìm anh thương lượng là vì không muốn kéo bọ xích vào vụ này. Lần trước cô ấy nghe thấy Đinh bị giết đã cầm súng đi trả thù ngay lập tức. Tôi không muốn nó bước vào con đường cũ của tôi. Nếu như mà bước vào thì sẽ khó quay đầu được. Mấy năm nay anh cũng coi như bỏ hết rồi, tại sao còn muốn nhúng chân vào đó nữa? Đa Khải, anh không hiểu. Bọn côn đó giết chết vợ của tôi, tôi trả thù cho vợ của tôi, tôi lại giết chết bọn côn đó. Vậy tôi khác gì những tên khốn nạn đó chứ? Trên đời này cái gì cũng phải trả. Thật sự có nhân quả báo ứng. Tôi hại chết con trai tôi, cho tới khi gặp Đinh mới bắt đầu khiến tôi tin rằng nếu như tôi làm người tốt, làm nhiều việc thiện thì tôi sẽ buông bỏ được. Ông trời cứ như tặng tôi đứa con gái để tôi được làm lại từ đầu. Nhưng mà bây giờ Đinh vẫn không rõ sống hay chết, là do bọn học sinh nhà họ Ngụy đã hại nó. Ông trời cứ như đang trêu người tôi. Nhà họ Ngụy không chịu buông tha cho tôi, cho dù tôi có làm bao nhiêu việc tốt, xây bao nhiêu ngôi trường đều vô ích. Tôi phải ăn miếng trả miếng. Tôi không thể ngồi yên chờ đợi. Tôi phải việc có tận gốc. Nếu không thì tôi không có buồn được. Cha Khải, tôi cần anh giúp tôi. Quang Hỷ à, cho dù anh cầm khẩu súng chỉ vào đầu của tôi. Sai rồi, khẩu súng này không có chỉ vào anh. Nếu tôi không làm như vậy, anh sẽ không đồng ý. Anh muốn tôi giúp như thế nào? Loại rượu vang này chính tại tôi ngâm tại vườn nhỏ ở New Zealand đó. Tuy không phải hàng hiệu, nhưng mùi vị rất chắc, cảm giác rất thành. Mọi người uống thử và cho ý kiến coi. Không có tội, rất hợp với món thịt chuột túi của ông đó. Sao mấy người không uống vậy? Sao có độc hả? Không cần phải sợ đâu, tôi trồng rau không bao giờ bỏ thuốc trừ sâu, bảo đảm 100% hữu cơ tự nhiên. Chúng tôi không quen, đang ăn cơm. Sau lưng có người cầm cây súng chĩa thẳng vào người thôi. Thật là thất lễ quá, nhưng bọn họ ở đây khiến tôi thấy yên tâm hơn. Ở đây ông là chủ nhà, họ là người của ông, có gì mà không yên tâm?
Cậu này là bạn trai của cô hả? Cô thích cậu ta lắm sao? Phải. Vậy tôi hỏi cô, một ngày nào đó cô ấy lấy hết tất cả mọi thứ đuổi cô đi và không cho cô gặp con cái, lúc đó cô mất hết tất cả, cô sẽ thế nào? Cô có trả thù không vậy? Từ Thiên Đường mà tôi quen biết, anh sẽ không làm như vậy. Nhưng cậu ta rất đẹp trai đó. Đẹp trai không có lương tâm, cô thật sự không biết sao? Hay là vậy, để tôi ra tay xử lý cho, sẽ tự miếng thịt cô ta xuống nhà giống như thịt chuột túi vậy đó, ướp gia vị hông khô để mồi rượu. Đây, ông thử xem. Người đẹp cô dễ thương quá, ngây thơ quá. Nhưng mà năm xưa tôi cũng giống như cô vậy đó. Tôi có người anh kết nghĩa, cùng nhau giàu sống ra chết, cùng nhau đi kiếm ăn. Anh làm cái gì tôi cũng tin, với chúng tôi không có bí mật. Có một chiếc quần đùi cũng có thể mặc cùng nữa. Thật sự chúng tôi đã cùng hoạn nạn, nhưng là không thể cùng phú quý được. Anh ta càng ngày càng kiêng dè tôi, cuối cùng ép tôi bỏ đi. Lúc ở Hồng Kông anh ta ăn nên làm ra, xưng hùng xưng bá. Tôi phải trốn về quê trồng khoai lang cắt lông dê. Cả thế giới chỉ biết tên Ngụy Trường Hưng. Cả thế giới đều tưởng rằng Trường Hưng chỉ mang họ Ngụy. Cả thế giới không ai nhớ tới Tần Chí Kiên hết. Hiệp Trác à, hôm đó anh hỏi tôi khi nào mới là thời cơ. Hôm nay chính là thời cơ. Tôi phải tái lập Tân Trường Hưng. Tôi phải cho cả thế giới biết Trường Hưng không chỉ mang họ Ngụy mà còn có Tân Chí Kiên này nữa. Anh muốn tái lập Tân Trường Hưng, với gì chúng tôi ngồi đây thì có liên quan gì chứ? Đình bị mất tích ở New Zealand, đối tượng điều tra lúc đó là Băng Vĩnh Hằng, và nhiệm vụ cuối cùng chính là anh Kiên đây. Anh Kiên à, anh cũng thuộc Băng Vĩnh Hằng hả? Sau khi Ngụy Đức Tính chết, có một tổ chức mới mang tên Băng Vĩnh Hằng xuất hiện, chiêu mộ nhân lực khắp nơi, còn chiêu mộ cả những người cũ của Trường Hưng nữa. Tôi chính là một trong số đó. Chúng tôi điều tra rồi, người phụ trách của Băng Vĩnh Hằng, Ngụy Tiến Phong, vốn không có liên quan tới nhà họ Ngụy. Hắn chỉ mượn danh Trường Hưng để leo lên mà thôi. Hơn nữa hắn cũng đã chết rồi. Hắn chỉ là quân cờ mà thôi. Cậu tưởng con cờ này là tướng thật hả? Người nắm quyền vẫn luôn nép mình ở trong hậu trường đó. Người đó mới chính là hậu sinh của nhà họ Ngụy. Hắn là em trai của Ngụy Đức Tính, Ngụy Đức Lễ. Nhưng Ngụy Tùng Sơn từng nói ông ấy chỉ có một con trai, Ngụy Đức Tính. Ngụy Tùng Sơn không biết có người con này đâu. Năm xưa anh bao nuôi một vũ nữ nhưng lại bỏ rơi người ta. Sau này vũ nữ đó phát hiện mình mang bầu nên muốn đi phá thai. Ai dè sau khi Ngụy Trường Hưng biết được, cho cô ta khoản tiền của cô ta sinh con rồi đưa anh nuôi. Tại sao Ngụy Trường Hưng lại làm vậy chứ? Chắc không phải là muốn có cháu để ẵm đâu hả? Sự việc này ít nhiều cũng có liên quan tới tôi. Bởi vì Ngụy Trường Hưng vốn đã biết con trai mình rất vô dụng nên đã bàn bạc với tôi, tính sẵn đường đi. Tôi biết ngay từ đầu Ngụy Trường Hưng đã mặc định cho cháu của mình, Ngụy Đức Tính, thừa kế sự nghiệp của ông ta. Không lẽ vị vua kế nhiệm này không chỉ có một người? Hiệp Trác đúng là thông minh. Nhưng người biết được bí mật này chỉ còn mỗi mình tôi chưa chết. Theo như ông nói, người nắm quyền ở Băng Vĩnh Hằng là Ngụy Đức Lễ, và mục tiêu cuối cùng của Băng Vĩnh Hằng là tái lập Trường Hưng. Không sai. Vì vậy bốn người các người chính là mục tiêu mà Băng Vĩnh Hằng muốn giết. Để đến lúc thời cơ thích hợp, Ngụy Đức Lễ sẽ giết hết mấy người, trả thù cho Ngụy Đức Tính, chính thức tái lập Trường Hưng. Nên ông sẽ giết chúng tôi để lập công, thay thế họ Ngụy, trở thành đại ca Trường Hưng. Anh kia không có thù oán gì với chúng ta. Anh nhắm vào chúng ta là vì khắc tinh của nhà họ Ngụy.
có thể dụ được Quỳ Đức Lễ xuất hiện, chúng ta chính là con mồi tốt nhất. Sau khi thành công, tôi sẽ đền đáp cho bốn người. Thuyền cờ bạc tôi giao cho sếp Cát. Mặc dù chúng ta có chung một kẻ thù, nhưng vừa rồi anh Kiên kể nhiều câu chuyện như vậy, cũng muốn dạy người ta đừng dễ dàng tin người. Vậy tại sao tôi phải tin anh chứ? Đúng rồi, anh nói đúng mà. Nói thật thì nhiều lúc tôi còn không có tin tôi. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, các người không muốn làm kẻ thù của tôi. Thôi nào, đừng khách sáo nghe. Ăn miếng trả miếng, Trường Hưng. Đoạn phim này được tải lên mạng vào 3 giờ sáng nay từ một tài khoản người dùng hoàn toàn mới. Có người cho rằng đó là làm giả và cũng có người nhận ra Trịnh Thục Mai là phóng viên mạng nổi tiếng quốc tế nên đã gây sự chú ý cho phòng điều tra an ninh mạng và thông báo chúng ta. Người đăng tải dùng địa chỉ giả nên không tìm được địa chỉ IP. Tôi cũng đã xem qua đoạn phim, không tìm được manh mối để xác định vị trí. Từ Tiên Đường 3 ngày trước vẫn còn về SIA. Nghĩa là sự việc này chưa xảy ra quá 72 giờ đồng hồ. Mấy quan an ninh chắc vẫn còn lưu lại. Mau kiểm tra đi. Yes sir. Tấm hình cuối cùng trong đoạn phim là Ngụy Đức Tính. Trong đoạn phim còn nhấn mạnh chữ Trường Hưng, làm như sợ không ai biết việc này liên quan tới Trường Hưng vậy. Trước đó nội gián của New Zealand Ân Thiên Hiệp cũng từng nói ảnh giả dạng sát thủ tới Hồng Kông, mục tiêu chính là bốn người họ, bởi vì họ chính là kẻ thù của Trường Hưng. Cho dù là thật hay làm giả, nhiệm vụ đầu tiên là phải cứu người. Chúng ta chia ra hành động. Các cô tiếp tục điều tra, tôi tranh thủ liên lạc cục bảo an, hy vọng tìm được cái dấu mặt này. Ăn miếng trả miếng, Trường Hưng. Bí thư nhiều ngày rồi cũng không tìm con. Con làm tình báo mà, ba bị người ta đâm mà con không biết. Ba cũng còn bị thương, con không nghĩ mình không mời mà tới thôi. Bà không kêu con tới thăm bệnh đâu, bà chỉ muốn con giúp bà cứu Trác Khải thôi. Vậy có nghĩa là bà có xem đoạn phim rồi? Không nghĩ bọn chúng sẽ qua lên mạng chứ. Bà nhờ Trác Khải giúp bà làm vài việc, nhưng làm việc chưa đột nhiên mất tích, tìm cũng không tìm được. Nên bà kêu rằng em đi tìm, kết quả tìm được đoạn phim này cho bà. Bà kêu Trác Khải làm việc liên quan tới việc anh ta mất tích sao? Bà nhờ Trác Khải đại diện Hồ Sùng Liên cạnh tranh hội Kim Thanh giành mối làm ăn. Sau khi bạn xong cũng có về báo cáo với bà. Không biết bây giờ tình hình sao rồi. Phía tụi cờ bạc đó nói cái gì? Họ nói sau lần nói chuyện đó thì không còn liên lạc được nữa. Nhưng bà không tin họ lắm đâu. Nếu Trác Khải bị bọn chúng bắt giữ, bà có nghĩ dù phải cứu người. Người phụ trách tụi cờ bạc là ai vậy? Có liên quan tới Trường Hưng không? Có phải Trường Hưng hay không thì không biết. Bà chỉ biết ông ta đến từ New Zealand, tên là Tân Chí Kiên, anh Kiên đó. Một tuần trước, Tân Chí Kiên từ New Zealand nhập cảnh vào Hồng Kông, tung ra thông tin muốn tìm đối tác ở Hồng Kông để kinh doanh sòng bạc trên thuyền. Nhiều băng nhóm xã hội đen đã vì chuyện làm ăn này mà chém giết lẫn nhau. Chỉ cần đưa ra món mồi này khiến mọi người chém giết lẫn nhau, giống như cách làm của bang Vĩnh Hằng khi giành địa bàn. Có nghĩa là ngay từ đầu hắn tới Hồng Kông không phải vì mối làm ăn này. Có khi nào mục đích chính là vì muốn bắt bốn người đó không? Tôi nghĩ kế hoạch bắt nhóm người của Trác Khải chỉ là thủ đoạn. Mục đích thật sự là Trường Hưng. Phải rồi, lần này không dùng tên của bang Vĩnh Hằng mà dùng tên của Trường Hưng. Không lẽ Tân Chí Kiên thật sự muốn ở Hồng Kông tái lập băng nhóm Trường Hưng? Tân Chí Kiên là một trong những người sáng lập Trường Hưng. Khi tôi còn nhỏ, ông ấy đã về New Zealand. Sau khi anh trai chết, tôi kêu gọi những người cũ của Trường Hưng thành lập bang Vĩnh Hằng. Mới thông qua phòng quen biết ông ấy. Ở trong bang Vĩnh Hằng, ông không nổi bật, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thấy lạ đó. Dù gì cũng là đối tác của ông nội, đâu có đơn giản vậy.
Có khi nào Tân Chí Kiên và ông Ngụy Trường Hưng không phải chia tay trong hòa bình không? Anh của tôi vì muốn đoạt quyền cũng ép ba tôi về Canada. Ý của anh là Tân Chí Kiên là bị ông Ngụy Trường Hưng ép đi New Zealand à? Chuyện năm xưa thì tôi không biết, nhưng mà Trác Khải, Đào Quang Hỷ, Từ Tiên Đường và Trịnh Thục Mai, chính bốn người này đã hại chết anh của tôi. Trường Hưng sụp đổ cũng do bọn họ. Nếu Tân Chí Kiên giết được bọn họ, đồng nghĩa với việc trả thù cho Trường Hưng. Vậy Tân Chí Kiên sẽ danh chính ngôn thuận làm người đứng đầu ở Trường Hưng. Nhưng trước đó anh từng nói anh không muốn lo chuyện của Ban Vĩnh Hằng, để mặc họ tự xoay sở. Vì vậy tôi không biết anh có muốn tôi nói không. Nếu như liên quan tới Tân Chí Kiên, tôi nhất định phải biết. Sau khi Ngụy Tiến Phong chết, những thành viên khác của Ban Vĩnh Hằng ở nước ngoài đấu nhau để tranh giành quyền lực, tưởng Tân Chí Kiên thế lực yếu kém. Ai dè ông ta có rất nhiều hàng để bán. Những thành viên khác thật sự quá khinh địch. Sau này ông ấy nuốt hết chỗ này tới chỗ khác. Cuối cùng, toàn bộ Ban Vĩnh Hằng rơi vào tay ông ta. Nếu như anh còn là Ngụy Đức Lễ, mục đích cuối cùng của anh là dùng Ban Vĩnh Hằng để tái lập Trường Hưng. Anh vẫn muốn giữ ý định làm Di Tác Dinh, chỉ đứng đó nhìn Tân Chí Kiên làm những việc mà anh vốn muốn làm.